À, gì anh có nghĩ sự hợp tác của anh Mỹ Úc sẽ dẫn đến một cuộc chiến tranh lạnh với Trung Quốc không anh? Lạnh lẽo khỉ khô gì nóng đâu chưa sợ nó lạnh gì mẹ ơi. Anh nói mày nghe câu đơn giản thôi, chiến tranh lạnh nó chỉ có Mỹ với Liên Xô thôi. Ok, ngày xưa Liên Xô yếu nhịn thôi. Nó đúng không? Ngày xưa Liên Xô yếu hơn về kinh tế, Liên Xô nhịn chút đỉnh thôi. Còn giờ Tàu nó khác Liên Xô hồi xưa. Ở đó mà lạnh với nóng, ngồi xuống ăn cái bánh cũng đi trà với nó hết. Bởi vì sống sống dưới đất Tàu khó chịu lắm chứ không phải giỡn đâu bạn, rất khó chịu. Mà dạo gần đây là nó đi vòng vòng Đông Nam Á, nó mua chuột từ lưa hộp dưa luôn á, nên cái lát cái gọi là cái thế trận ngoại giao của Việt Nam cực kỳ căng. Bạn có thấy là Pol Pot ngày xưa đã tiêu diệt rồi mà giờ nó còn nó có một cái lợi giống giống chưa, trong tư tưởng này nọ kia đó không? Trung Quốc có thật sự mạnh không anh? Thì giờ mày qua mày chọt cái thương cái biết nó mạnh không à? Hỏi gì sao trả lời trời. Chắc có nhiều người chưa xem phim Tiểu Long Nhân hả? Trung Quốc cũng thuộc dạng dân tộc cực đoan hả anh? Phải nói cụ thể chứ nó làm sao mà gọi cực đoan? Phải nói cụ thể chứ không nói chung chung chụp mũ nó được mày. À nhớ rồi, có một vụ phanh cứng của ông Donald Trump nữa nha các bạn. Hôm qua bên Mỹ có một sự kiện đó là giờ kéo nhau lại tòa nhà Quốc hội tiếp để mà cái màn giống như ủng hộ những người đã bị bắt vào ngày 6 tháng Giêng năm năm hồi đầu năm á. Kéo tới nữa mà kỳ này á mà kỳ này là tổng thống là cụ Biden chứ không phải là cụ Trump, nên cụ Biden có kinh nghiệm. Cụ Biden alo phát một đó là an ninh mật vụ với công an còn đông hơn người biểu tình nữa. Nó có vụ đó nữa nha các bạn. Kỳ này phe biểu tình không làm ăn được gì hết trơn hết á, công an đông quá. Gì à, theo anh vấn đề của Trung Quốc đã tới tới giới hạn của sự chịu đựng thế giới chưa anh? Tao không thấy sự giới hạn chịu đựng gì hết trơn hết trọi hết á. Em nói Trung Quốc là giới hạn của sự chịu đựng thế giới là cụ thể thế giới là nước nào? Bây giờ ví dụ như mà giờ mày nói là thế giới ghét Trung Quốc đúng không? Vậy thì thằng nào đứng ra quýnh? Chuyện đó quan trọng á. Còn ghét bằng cái mỏ đó thì thằng nào cũng nói ghét hết á. Nhưng mà quan trọng thằng nào đủ dũng cảm để đứng ra quýnh. À, cái đó mới là vấn đề. Khi có một thằng dũng cảm đứng ra quýnh á thì mấy thằng kia nó mới chạy theo nó quýnh nữa, hiểu không? Không á thì sao sao quýnh được. Ví dụ giờ em có ra quýnh trước nó không? Với tình hình hiện tại Trung Quốc có lặp lại lịch sử làm bá chủ lần nữa không Di Nguyễn, bá chủ không bá chủ, giờ con người Hoa người ta giỏi hay người ta dở thôi chứ bá chủ lĩnh vực nào. Thì bây giờ Mỹ đang bá chủ đó thì mốt nó vượt mặt Mỹ thì Mỹ đi xuống nó làm bá chủ thôi, chứ bạn muốn bá chủ là bá chủ làm sao. Còn nếu mà nó vượt không nổi Mỹ, Mỹ bá chủ hoài. Nghe nói China do Mỹ tạo ra, ở đâu bố? Tự nhiên China do Mỹ tạo ra. China lịch sử nó 5.000 năm rồi đó, Mỹ mới 300 năm Mỹ tạo ra China. Đâu có nói cái kiểu này là cái kiểu này nghe không ổn rồi các bạn. Đúng rồi các bạn. Đó, biết China do gì do Tiểu Long Nhân đó bà. Do Tiểu 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 Long Nhân với đi kiếm mẹ là nữ hoa đó. Hiểu không? Dùng đá ngũ sắc giá trời đó bà. Thấy đó thấy đúng không bạn? Mà trời lũng thiệt. Đúng không, trời lũng ở Nam Cực đó, lỗ chà bá luôn. Rồi xong rồi Tiểu Long Nhân nó phải gọi là đi 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 kiếm mẹ gì đó lùm lưa luôn. Rồi xong rồi mẹ là bà nữ hoa đó, lịch sử người ta từ thời đó đó ông nội. Còn Mỹ sau này mới đẻ, nói cho đúng các bạn. Chứ các bạn kiến thức yếu quá, các bạn nói bừa không, nó bậy bạ không. Mà là người ta nói mình cãi lại đâm ra mình chửi dở ẹt, đúng không? Người ta nói quân thủ quân quân tử động 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 khẩu động thủ. Ô, ta nói sai cho điểm nào đó, phản biện lại mới là anh hùng. Còn màn mà chửi chửi là thấy cù bắp rồi. Ý nó nói Mỹ giúp Trung Quốc xây dựng kinh tế ở thẩm quyến, giúp khỉ khô gì nào làm nó ăn thôi, giúp giúp nội tôi chứ giúp. Má sao tôi bây dùng cái chữ giúp tôi không hiểu nổi á. Giúp là cái gì? Ừ giúp là Mỹ với Việt Nam Cộng Hòa, người ta gọi là giúp. Hiểu không? Tự nhiên giờ nào làm nó ăn thôi chứ giúp đỡ gì trời. Phương Tây nắm công nghệ hết, Trung Quốc bá chủ kiểu gì? Ui mới có vài trời, mới có vài trăm năm thôi ông nội ơi. Mới có vài trăm năm thôi gáy mẹ gì, ông ơi em ngồi nghiên cứu lịch sử đi. Ông biết một không biết hai, ông coi thường Tàu quá đáng. Trong dòng lịch sử có những giai đoạn thằng Tàu nó hơn phương Tây đó nha. Mấy ông coi gọi lịch sử coi, mấy phương Tây nó hổ báo cáo trồn thời La Mã đúng chưa? Cái thời mà La Mã thần thánh thì nó hổ báo cáo trồn thôi, xong rồi tới thời La Mã BD đi nào, là La Mã nó bị mấy mấy mấy, mấy bộ tộc xung quanh nó xiên cho chết, rồi xong rồi mấy bộ tộc nó cũng chết luôn, bị đạo hội đập cho què luôn, bị Hồi giáo đập đúng không? Là trong những cái giai đoạn đó đó là có những giai đoạn Trung Quốc nó hơn, thời Tống Trung Quốc rất phát triển hơn cả châu Âu nữa đó, hiểu chưa? Rồi sau đó đó tới Hồi giáo lụng bại này nọ, phương Tây nó cảm thấy là cái giai đoạn đó nó bị gọi là nó bị xong thêm ron, nó bị sai nhiều quá, nó mới con cái thời kỳ gọi là thời kỳ phục hưng của châu Âu, thời kỳ phục hưng châu Âu, châu Âu nó lại mạnh lại đó, nó mạnh lại cho tới bây giờ. Và bây giờ châu Âu nó đang yếu lại mà chuyển qua thằng Mỹ nó mạnh hơn đó, mà thằng Mỹ bây giờ nó chững lại, nó giảm xuống, cái đà Trung Quốc đang đi lên, nó cái đà châu Á đang đi lên. Nó đi theo một dòng đời chừng 200-300 năm là lỗi à. Mỹ mạnh chưa được 100 năm mà, đúng chưa, chuẩn chưa?
Đó, trước chiến tranh thế giới thứ nhất là thằng phương Tây nó mạnh hơn Mỹ nha, rồi sau chiến tranh thế giới thứ nhất là nó có tình trạng là châu Âu nó bị tàn phá nhiều quá, nó dẫn tới con sự ngang ngang mà không biết nào mạnh hơn nào nữa. Nhưng mà sau chiến tranh thế giới thứ hai là Mỹ nó mạnh hơn, thì mình cứ coi là sau chiến tranh thế giới thứ hai là cái thời kỳ cực thịnh của thằng Mỹ cho tới bây giờ chưa được 100 năm. Đó. Còn mà bạn biết không, hồi xưa mấy bạn Hồi giáo đó mà muốn giàu đó là phải buôn bán với tàu đó, đi buôn bán với tàu này nọ kia, xong rồi châu Âu cái thời kỳ mà thời kỳ thế kỷ 14, 15, 16 là nó không còn gì nó ăn hết á. Đất nó thì nhỏ, nó khai thác thì nó hết rồi, nó phải đi phát kiến địa lý và nó xâm chiếm người ta đó không, nó xâm chiếm những cái đất nước mà nghèo nàn lạc hậu giống như mà châu Phi đó, nó qua bên nó gõ trước, xong rồi châu Mỹ đó không, xong vòng vòng qua Đông Nam Á. Anh nói phương Tây, anh nói phương Tây là nước nào vậy anh, hay toàn bộ các nước châu Âu, nguyên nước châu Âu luôn, nguyên nước châu Âu tụi nó quýnh lộn nhau như cái bữa gì đâu. Em lập cái bản đồ của La Mã thần thánh, mà La Mã thần thánh không phải là cái nước Ý bây giờ đâu nha, nó rộng bà cố luôn đó ba, cái thời kỳ cực thịnh của nó luôn, rồi xong rồi nó bị yếu yếu lại, nó chia thành Đông La Mã dừng Tây La Mã, rồi xong rồi nó bị mấy cái nước cũng trong châu Âu luôn đúng không, mấy nước trong châu Âu với lâu lâu có châu Phi lên tham gia nữa, nó gõ cho bóp là lúc đó, là Đông La Mã nó phải đu càng qua cái đảo mà đảo là Venice đó, cái đảo Venice là bây giờ là cái thành phố du lịch đó, nó đu càng ở đó đó, xong rồi nó ngoài đó luôn, là lúc đó là La Mã thần thánh chìm vào dĩ vãng, là nước Ý từ đó giờ không còn hot boy nữa đúng không, nước Ý hết hot boy luôn rồi, nó chuyển qua nước Pháp, nó chuyển qua nước Anh, nước Đức đồ mấy thằng trên, mà bản thân Anh Đức đồ này nọ nó quýnh lộn tá khói luôn chứ nó có hòa bình đâu, thằng Anh thằng Pháp quýnh như cái bữa, thằng Đức đâu đâu chọt 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 vô nữa đó, thằng Đức nó có hội, cái hội gọi là hội tiêu tâm đó, hội tiêu tâm là cái hội thánh chiến, hội thánh chiến đi qua đi đi đi, đi qua dùng nước thánh đi cà khịa với mấy bạn đạo Hồi giáo, xong rồi bị mấy bạn nước Hồi giáo quýnh cho tan tác luôn, thua, xong rồi về làm thổ phỉ đó, là tiền thân là Đức á, tiêu tâm là Đức á, như là gì thổ cũng phải phổ phổ lum la đó, xong rồi mấy nước đó dạng đó đó, rồi xong rồi Đông Âu nữa, mấy cái nước Sla đồ đó, thiếu gì Hungary đó, Hungary là Maya đó, rồi xong rồi bản thân thằng Anh này nó cũng có nhiều nước nữa chứ không phải giỡn đâu, nó cái tộc Scotland là khác, còn Ireland là khác nữa, quấn tới lui xuôi ngược có quân Celt rồi đó, quân Celt là quân phía bắc của nước Anh, rồi xong rồi Britain là Anh đó, rồi xong rồi còn thằng gì nữa nè, Ottoman, đúng rồi Ottoman đầu hồi, Ottoman cũng ba cũng hổ báo cáo chồng lắm, sau chiến tranh thế giới thứ nhất thua, nước Anh nằm ngoài biển mỗi lần đánh chèo thuyền mệt quá thì bởi vậy Anh nó mới khó xâm chiếm nè, sao đổ bộ được Anh đâu, ngay cả chiến tranh thế giới thứ Đức mà nó đổ bộ của Anh đâu nổi đâu, đổ bộ của Anh nổi nó quốc Anh luôn rồi. Nên thằng Anh là trong chiến tranh thế giới thứ hai nó bị thiệt hại ít hơn Pháp, thằng Pháp có thể nằm sát sát nách nè, Trung Quốc ngày xưa cực thịnh qua ăn phương Tây là ngon rồi, nên phía Nam bây giờ nó mới vậy, trời ơi phương Trung Quốc nó ăn nhiều lắm nha bạn đúng không, tôi hỏi bạn nàng Kim không phải Tàu nha, Kim là khác nha đúng chưa, Kim là khác đó, rồi xong rồi á, rồi gì Tân Cương nè, Tây Tạng nè, rồi Bách Việt nè, mấy cái đó là khác hết, Trung Quốc đi nó ăn hết nó mới bày ra Trung Quốc bự như vậy đó, chứ làm cho phải Trung Quốc của ngày nay là Trung Quốc của ngày xưa đâu không phải, xong rồi qua bên Tây Á nó ăn chưa nổi thôi chứ ăn nổi chắc giờ áp cái tăng với ba cái tăng thuộc Tàu luôn rồi, nó cũng có những cái giai đoạn mà nó gọi là nó bị ta đánh, nó có chứ không có, Ái Tân Giác Na, Ái Tân Giác Na Hoàng Nịch đó là quýnh quýnh nó đó, tạo ra nhà Thanh rồi đó, mà không phải nha, đó Càn Long đời, đời giữa giữa rồi, Nội Mông hay Nội Mông là Mông Cổ nó tặng Trung Quốc bạc, Mông Cổ nó xâm xâm lược Trung Quốc này nọ, cái xong rồi tới đời cuối ông Triệu Mẫn nó thích Trương Vô Kỵ các bạn, cái hai đứa cưới nhau, cái Triệu Mẫn nó làm cái quà mà cái quà kêu là gì ta, kêu là gì Hồi Môn các bạn, tặng cho nửa nước Mông Cổ luôn thành Nội Mông nha. Dân Tây Á mạnh quá sao không ăn nổi Anh, ồ dân Tây Á không ăn nổi nó quýnh phương Tây đu càn luôn chứ không ăn, Ả Rập nó quýnh phương Tây khóc nhiều tiếng luôn á, bạn bạn nghiên cứu là thế kỷ thứ 11 với thế kỷ thứ 12 á, hai cái thế kỷ đó là thế kỷ của những cuộc thập tự chinh, những cuộc chiến loạn tùm sùm đó, là cái phe Ả Rập ăn nha bạn,